Mọi chi tiết các bác liên hệ trong qua hai số điện thoại trên, rồi sau đây em mời các bác đi vào nội thất bên trong của con G7700 này. Đây là cấu hình cũng như là độ đẹp bên trong của con G7700 em mới về xong sáng ngày hôm nay. Các bác sẽ thấy tầng phô rất là lớn, to hơn tầng phô còn 7500 luôn nha. Đây, hai tủ lọc nguồn, chỉ số là 10.800. Vâng, và sau đây em giới thiệu các bác một phiên bản của LX33 là A1033. Lúc kit cũng như là lúc man đi các bác. A1033 thì nó cấu hình y chang nhau nha các bác. Cũng là mạch vàng gold. Cũng đồng giá như nhau là 23 triệu nhớ, mới long lanh nha. Những con này em về là dạng khỏi kiểu như là đồ đẹp với trên 95% từ mạch mũi cho đến là cấu hình máy móc đẹp keng để các bác mình sở hữu. Tại vì nó là một trong những dòng âm ly đèn ở phân khúc trên 20 được các bác yêu thích nhiều nhất. Thứ nhất là tiếng hay, ngọt ngào, nghe nhạc vàng, nhạc bolero rất là tuyệt vời và có chỉnh bass chép nha. Đây là phần volume này, ba lăng trái phải này, bass này, chép này, đây thì các bác tăng cường này, đấy. Tín hiệu vào này, mình chọn cái nào thì nó sáng trên cái nền thay đây nha các bác. Mạch nó mạch phay vàng gươm vàng gold nha. Lúc kết lở A1033 nha, con này là A1033. Đây, phía cấu hình thì gồm là chạy bóng IL34, 4 bóng mã C6A7 và 7 bóng rề 12AX7 và 12AU7 và cái tăng phô và hai tăng phô xuất âm, ba tụ nguồn vậy thôi. Máy mới kem các bác cùng xem nha. Đây là cạnh phía bên tay trái. Đấy. Nói chung đẹp không điểm trừ nha các bác. Máy bao zin tuyệt đối nha các bác, còn bảo hành bảo trì là trọn đời máy nha. Phía sau thì có những cổng kết nối và cổng phono. Đấy. Có cổng chơi đĩa thang, tất cả các cổng đều được màu vàng như 24K. Tại vì âm ly đèn đa số hãng họ rất là chú trọng về đường tiên đồ vào. Âm ly đèn là mang tới cái nghi tinh túy các bác, tinh túy. Và trạm loa, nhiều bác hỏi tại sao âm ly đèn trang bị chỉ một trạm loa. Đã chơi đèn là chơi một cặp loa và nghi. Tại vì một âm ly mà mình các bác nghi một cặp loa đúng một cái một ghi một cặp loa thì nghi nó mới đầy đủ âm thanh và cái chất lượng âm thanh nó mới tuyệt vời. Mà nếu các dù là âm ly bán dẫn nó trang bị hai trạm loa thì cũng một chỗ ra thôi các bác. Hay như những con ly này nó cũng chung một chỗ ra thôi chứ không có đâu hai ba chỗ đâu. Như con này trang bị hai trạm loa cũng được, nhưng mà âm ly đèn là đa số là hãng đã trang bị là một trạm loa hết các bác. Tại vì đã nghi đèn rồi là nghi cái sự âm thanh tuyệt vời sắc nét, nên là một cặp cặp loa để thưởng thụ thôi các bác, thưởng thức âm thanh thôi. AC 100V nha các bác, 100V, công suất max lên tới 240W, series là 0121 gia bắp 100V. Đối với em này các bác chơi những dòng loa cổ Bass 40 hoặc là loa đời mới như là JBL, BVK, Tăng Noi, Bass 30 là vô tư, còn loa cổ là 40 vô tư các bác, còn chơi loa toàn giải thì tuyệt vời rồi. Toàn giải thì nó độ nhẹ cao nên là Bass 40, 30 cũng thoải mái hết. Công suất khỏe, IL34 thì chất tiếng ngọt ngào, nghe nhạc vàng, nhạc rề 75 rất tuyệt vời. Thì sau đây em mời các bác cùng xem nội thất bên trong. Đây là những sản phẩm em mang tới các bác là ở cái gu nghe nhạc và trưng bày nha các bác, ngắm nhìn thì nó đẹp hoàn hảo hết. Đây là bên trong của máy nha các bác. Các bác thấy tụ không? Nó căng và mới keng. Đây là những cái bóng rề, tất cả bóng theo máy nha các bác, không theo máy. Đây là phần hai cái bao rề này các bác, rất đẹp. Đây, cái bao bóng đèn này còn nguyên luôn này. Đấy. Đây, những cái chuyển áp này bằng thiếc này. Sexy này các bác, sáng tròn nha. Bóng này L34 mã là C6A7. Đây. Bóng da băng, nói chung là bóng thoải mái các bác. Mới kè. Những con này là những con hàng dạng kiểu hàng lưu kho. Chỉ có bụi theo thời gian thôi. Chất lượng nó tuyệt vời quá. Test hoàn hảo hết nha. Các bác chỉ việc cắm đống điện mình là sử dụng thôi, điện 100V nha bác. 100V. Hai tăng phô này quá. Tăng phô chính này, điện là tăng phô điện này. Cấp nguồn điện còn hai tăng phô xuất âm, tại vì những âm ly đèn là xuất âm biến thế nha. Có thấy sự mộc mạc của máy nha và rất là đẹp. Các bác nào thích nghi chất đèn thì liên hệ cho em nha. Nghi đèn là nghi chất âm hay
tối cao rồi quá. Giá con này là 23 triệu nhé, đã bao gồm phí ship nhé. Chuyển khoản đủ thì em bớt 200, còn 22.800 bao ship tận nơi. Lúc kích A1033, nôm na là lúc ma A1033 đó các bác. Vâng, em chào và các bác nhé. Thì đây là con G7700 em mới về, đẹp long lanh cành đào, tem cờ phía trước là còn nguyên nha các bác. Thấy khi mà tem xuất xưởng là phía trước những con G7700 này chỉ có một cái tem như thế này, nhưng thì thông số đấy. Con này thì quá mới nha các bác, giá thì cực kỳ tốt để các bác mình sở hữu và sưu tầm. G7700 đèn tia, đây đèn tia hai bên kia đánh nhạc, hiện tại đang đánh nhạc này. Đấy. Hiện thời cho các bác đây là phần thông số radio, đèn thì màu vàng mới keng, đánh hai cầu loa AB A+B công suất lên tới là 430W, nên các bác vô tư mình ghép loa không ngán loa gì hết các bác. Con G7700 này cực đẹp ấy. Em chiến đang giao các bác là 22 triệu bao ship nha. Giá thì các bác không cần phải lên tay, về độ giá thì bao giá cho các bác luôn, và bao là hàng đẹp, cực đẹp cho các bác, hàng chuẩn chưa qua tay sử dụng người Việt Nam nha. Các bác nhìn từ phía trên nắp này đấy, ngắt ngay thế này nha. Đây là cạnh bên tay trái này các bác, rất là nét. 22 triệu bao ship tận nơi nha. Chuyển khoản đủ bớt 200.000. Đấy. Em cân đối cho các bác hết rồi, nên các bác chỉ việc là yêu thích và mình các bác cứ alo cho em thôi. Còn về chất lượng và độ đẹp, tất cả máy bao zin và bao làm máy từ nước ngoài về, chưa qua tay sử dụng người Việt Nam. Phía sau là anten này các bác. Series là 1067. Các bác nhớ giúp em, nhiều bác kỹ kỹ thì vẫn thích xem series thì đó. Thì nhớ giúp em là 1067 nha. Và chỉ có một con 7700 thôi. Mới keng. 120V, tại vì nó ở thị trường Mỹ, các bác có thể chuyển điện được. Đây nó thông số của nó là trang bị 4 cầu điện 100, 120, 220, 240 và công suất lên tới 430W đến 2 cầu loa AB A+B. Đây là tổng quan và độ đẹp phía sau. Nói chung keng hết các bác, không điểm trừ. Các bác ghép loa Mỹ, loa Nhật, loa châu Âu đều tốt, đặc trưng của dòng G rồi. Dòng G thì dòng nổi tiếng và chuyên dễ, cực kỳ dễ ghép loa, không kén loa gì các bác. Vừa nghi vừa trưng bày. Chỉ có một em duy nhất thôi nha các bác. 22 triệu bao ship tận nơi. Chuyển khoản đủ thì còn 21.800 bao ship. Mọi chi tiết các bác liên hệ trong qua hai số điện thoại trên. Rồi sau đây em mời các bác đi vào nội thất bên trong của con G7700 này. Đây là cấu hình cũng như là độ đẹp bên trong của con G7700 em mới về xong sáng ngày hôm nay. Các bác sẽ thấy tăng phô rất là lớn, to hơn tăng phô còn 7.500 luôn nha. Đây, hai tụ lực nguồn chỉ số là 10.000W, 800W, 80W, có 80V này các bác. Đẹp keng hết nha. Đây, còn đây là cái phần của khiển của phần hiển thị, phần rề âm sắc, 4 con kích đấy, tất cả người dinh vào ra 4 con sò. Đây. 4 con này đẩy ra 4 con sò, 4 sò đẩy ra loa. Rồi le. Máy đẹp keng hết nha các bác. Đây là phần chuyển điện nha. Hiện tại đang nó đang ở Mỹ là điện 120 này. Các bác có thể chuyển cầu qua, cực kỳ đơn giản luôn nha. Máy rất đẹp, zin tuyệt đối cho các bác nha. Máy chất Mỹ về thì các bác yên tâm. Đây cầu chỉ sứ này. Có thể còn nguyên luôn nha. Rồi em xin chào hẹn gặp lại các bác nha. Thì cơ bản các bác xem tổng thể và độ đẹp của máy thôi, còn tất cả em bảo hành nguyên zin và máy bên em bán ra bảo hành trọn đời máy nha. Ví dụ các bác có thể xài 3 năm thì núng nít nó rột rạc hay là nó bẩn gì đó là các bác có thể gửi về, em bảo hành bảo trì trọn đời cho các bác. Đó là những sản phẩm bên em. Vừa rồi các bác, một bác ngoài bác cũng gửi vào một con SX950 mua 2011 đấy, bị rột rạc. Thì ba âm ly cổ mà xài 3-4 năm rồi sẽ rụt rạc. Bác gửi vào thì em vẫn bảo trì cho các bác bình thường là xong ngay thôi.